Xin chào toàn thể anh chị đã đến với kênh của Sài Gòn Hoa. Hôm nay thì em sẽ không giới thiệu về hoa hay là cây cảnh gì hết nha anh chị. Hôm nay thì hiện tại em đang có mặt tại lễ hội. Để em đeo cái này cho nó sát sát lên cho nó dễ nha. Em đang có mặt tại lễ hội cà phê của tỉnh Đắk Lắk. Nói chung hôm nay thì cũng có dịp đi lên đến này, có một số công việc cũng sẵn tiện là ghé vào đây để tham quan luôn lễ hội cà phê, với lại tham quan một số mô hình tưới tiêu của bà con ở đây. Đi với đoàn Sài Gòn Hoa ngày hôm nay thì có các anh là làm chung trong cái lĩnh vực cây xanh và cảnh quan của Sài Gòn. Sẵn tiện thì anh em tụ tập lại với nhau và cùng lên đây luôn. Thì giới thiệu sơ qua là có cái hội anh em landscape của Sài Gòn được mới thành lập ở đây, quy tụ những anh em nào trong cái lĩnh vực về cây xanh, về cảnh quan, về hệ thống tưới của Sài Gòn mình. Và hiện tại thì hội cũng đang tuyển thêm thành viên vô để mà mình tăng cường cái về, thứ nhất về nhân lực, thứ hai nữa là về cái chất lượng của hội lên cho team của mình. Ở đây thì nó hơi ồn một tí, em nói hơi to một tí nha. Cùng Sài Gòn Hoa trong chuyến đi công tác giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lần này có các anh chị đồng nghiệp của các công ty như Lado Landscape, Minh Huy Ari, Hack Garden, Fata Landscape, Kita Landscape, Quốc Đoàn Loan, Quy Garden, Irene, Tưới Nhỏ Giọt Mạnh Toàn, Tưới Bảo Lộc. Và trong chuyến đi lần này, hội cũng đã đến tham quan và chúc mừng doanh nghiệp Việt An Nông với gian hàng giới thiệu các sản phẩm tưới trong lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm nay. Nói về lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, đây là lần thứ 8 lễ hội được diễn ra. Tại đây, các gian hàng sản phẩm cà phê, trà, nước trái cây của các tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên sẽ được mang đến và giới thiệu cùng với du khách. Bên cạnh đó, các đơn vị, doanh nghiệp có các sản phẩm liên quan như hệ thống tưới, các máy móc rang xay cà phê hay những gian hàng món đồ lưu niệm đặc trưng văn hóa bản sắc Tây Nguyên cũng đến đây cùng với lễ hội. Sau khi tham quan một vòng lễ hội, đoàn được giới thiệu đến khu bảo tàng thế giới cà phê của tập đoàn Trung Nguyên. Dự án bảo tàng cà phê thế giới được xây dựng từ tháng 3 năm 2018 và chính thức mở cửa đón khách từ ngày 23 tháng 11 năm 2018. Ngay từ khi mở cửa đón khách, bảo tàng thế giới cà phê đã đặc biệt thu hút du khách bởi kiến trúc độc đáo, lấy cảm hứng từ nhà dài, không gian quen thuộc đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên linh thiêng, được cách điệu thành những đường cong đa hình và uyển chuyển, giao thoa với nhau. Được định hình là một bảo tàng sống về văn hóa cà phê lớn nhất, độc đáo nhất, đặc sắc nhất. Bảo tàng thế giới cà phê lưu giữ hơn 10.000 hiện vật liên quan đến 3 nền văn minh cà phê tiêu biểu của thế giới, có niên đại gần 3 thế kỷ. Đồng thời, Bảo tàng Thế giới Cà phê còn có tổ hợp các không gian trưng bày, không gian thưởng lãm cà phê, không gian thư viện ánh sáng kết nối nhau mang tính sống, mở, tương tác, làm thành điểm trình diễn và trải nghiệm các hoạt động thân, tâm, trí đầy ấn tượng. Thank you.
Kết thúc ngày đầu tiên, đoàn ghé qua Mộc Trí Viên, một đơn vị thi công cảnh quan sân vườn tại Đắk Lắk để cùng dùng bữa tối với nhau. Ngày mới lại bắt đầu, hôm nay đoàn chia ra làm hai hướng khác nhau vì nội dung công việc của từng đội khác nhau. Sài Gòn Hoa di chuyển về nhà của một anh bạn đồng nghiệp chung lĩnh vực để tham quan các công trình nhà gỗ mà anh ấy chịu trách nhiệm kinh doanh và lắp ráp cho khách hàng. Những ngôi nhà gỗ với nhiều kiểu cách, mẫu mã và nhiều loại gỗ khác nhau trông khá đẹp mà bắt mắt. Tham quan một lúc thì lại di chuyển sang lễ hội đua voi của huyện Buôn Đôn. Thật tiếc là lúc đến nơi là lễ hội đua voi đã kết thúc, nhưng vẫn được tham dự cuộc thi nấu ăn do ban tổ chức lễ hội đua voi thực hiện. Các món ăn được bày biện rất đẹp mắt với khẩu vị và đặc trưng từng vùng của huyện, cũng như các đơn vị cơ quan hành chính trong huyện Buôn Đôn. Vậy là kết thúc hành trình tham quan Đắk Lắk với lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột cùng team Landscape Sài Gòn, được mở mang kiến thức cũng như được biết nhiều hơn về các sản phẩm tưới tiêu ngành cảnh quan đang được ưa chuộng hiện nay. Team Landscape cũng rất mong muốn được kết nối cùng bạn bè trong ngành khắp các nơi trên đất nước Việt Nam, cũng như luôn mở rộng, chào đón các thành viên mới đến với team để cùng giao lưu, học hỏi và hỗ trợ nhau nhiều hơn trong công việc. Chào Đắk Lắk, hẹn ngày gặp lại!